Hôm nay chúng ta sẽ đi học vào chương trình đại số của lớp 7. Chương thứ nhất, số hữu tỉ. Bài học đầu tiên. Tập hợp các số hữu tỉ. Ý thứ nhất, chúng ta sẽ đi tìm hiểu thế nào là số hữu tỉ. Phần 1. Thế thì người ta định nghĩa như sau. Số hữu tỉ là những số mà viết được dưới dạng phân số A phần B. Số hữu tỉ là các số viết được dưới dạng phân số A phần B. Trong đó A và B phải là hai số nguyên, tức là thuộc tập hợp Z. Và cái số B ở dưới mẫu phải thỏa mãn điều kiện là khác không. Và tập hợp các số hữu tỉ người ta ký hiệu là chữ Q. Như vậy em thấy là số hữu tỉ nó cũng chính là phân số mà chúng ta đã được học ở các lớp dưới rồi. Thầy có thể lấy ví dụ về số hữu tỉ như sau. Ví dụ như thế này. Thầy có cái số này, âm 1 phần 2. Số này là số hữu tỉ. Số tiếp theo, ví dụ như số 4,7. Số này cũng là số hữu tỉ, bởi vì cái số này chúng ta có thể viết được về dạng phân số A phần B. Đó là âm 4,7 này. 4,7 chúng ta viết thành 47 phần 10. Thế như vậy nó có dạng là A phần B. A là 47 còn B là 10. Hoặc là chúng ta có cái số này, 5 1/3. Cái số này cũng là số hữu tỉ, bởi vì cái số này chúng ta viết được về dạng phân số. Ở đây là hỗn số, chúng ta đổi phân số. Chúng ta lấy phần nguyên này nhân lên mẫu số cộng với tử. 5 nhân 3 là 15, cộng với 1 là 16. Vậy chúng ta có phân số 16/3. Đây là số hữu tỉ. Hoặc đơn giản chỉ là một cái số nguyên hoặc là số tự nhiên. Ví dụ số tự nhiên này, số 3 này. Số này cũng là số hữu tỉ, bởi vì chúng ta viết 3 thành phân số là 3/1. Hoặc là một số nguyên, ví dụ như là âm 2. Chúng ta có thể viết về dạng phân số là âm 2/1. Như vậy qua đây thì em nhận xét được về mối quan hệ giữa các cái tập hợp mà chúng ta học. Thì em thấy là đầu tiên chúng ta học về tập hợp số tự nhiên. Đầu tiên là chúng ta học về tập hợp số tự nhiên. Đó là các số 0, 1, 2, 3, 4, vân vân. Sau đó chúng ta mở rộng ra, chúng ta học tập hợp số nguyên. Tập hợp số nguyên ký hiệu là chữ Z. Đấy, và hôm nay chúng ta học đến một tập hợp, đó là tập hợp số hữu tỉ. Ký hiệu là chữ Q.
ba cái chữ cái này đều là ba các chữ cái in hoa hết. Như vậy là dựa vào cái sơ đồ này, gọi là sơ đồ Venn, cái mối quan hệ này, thì em thấy là rõ ràng là mọi số tự nhiên đều là số nguyên, và mọi số nguyên đều là số hữu tỉ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm một ví dụ nữa để chúng ta hiểu hơn về cái mối quan hệ giữa ba tập hợp số mà chúng ta đã học, đó là số tự nhiên, số nguyên và số hữu tỉ. Em ghi tiếp ví dụ thứ hai. Điền ký hiệu thích hợp. Ký hiệu này là ký hiệu thuộc hoặc là ký hiệu không thuộc vào chỗ trống. Âm 4 3.n âm 4 này z Rồi bây giờ ví dụ số 2 này, chúng ta sẽ lựa chọn một trong hai cái loại ký hiệu, nó là thuộc hoặc là không thuộc, để điền vào cái chỗ còn trống này, chỗ 3 chấm này. Và cái chỗ đầu tiên thì em thấy là âm 4 là một phần tử, còn n là một tập hợp. Thì em thấy là số âm 4 này nó không phải là số tự nhiên, thì chúng ta điền ký hiệu không thuộc. Điển ý thứ hai, đây là âm 4, bên này là tập hợp số nguyên. Em thấy là âm 4 là số nguyên. Vậy ta điền ký hiệu là thuộc. Tiếp theo, âm 4 thì em thấy là âm 4 chúng ta có thể viết thành âm 4 phần 1. Cho nên cái số âm 4 này cũng chính là số hữu tỉ. Ở đây chúng ta điền ký hiệu là thuộc. Cũng như ở trên sơ đồ này em thấy này, số âm 4 là số nguyên, mà em thấy là mọi số nguyên đều là số hữu tỉ, cho nên chúng ta điền ở đây là ký hiệu là thuộc. Tiếp theo âm 1 phần 5. Âm 1 phần 5 thì không phải là số nguyên. Ở đây em điền ký hiệu không thuộc. Cuối cùng 2 phần 5 thì theo như định nghĩa phía trên này, đương nhiên là 2 phần 5 chính là số hữu tỉ rồi, chúng ta điền ký hiệu thuộc. Rồi, như vậy chúng ta hoàn thiện xong ví dụ số 2. Tiếp tục chúng ta ôn tập đến lý thuyết thứ hai, đó là biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. Để biểu diễn một số hữu tỉ A phần B ở trên trục số thì em phải tuân theo hai bước như này. Bước thứ nhất là em phải viết số hữu tỉ đó về cái dạng phân số, mà phân số tối giản với mẫu số là mẫu số dương. Bước đầu tiên, viết số hữu tỉ dưới dạng phân số.
Và cái phân số này chú ý phải là phân số tối giản. Và phải đảm bảo là mẫu số là một số dương. Đấy, như vậy em chú ý là hai cái chỗ này nhá. Ý thứ nhất là tối giản này, thứ hai là mẫu số của nó phải là số dương. Sau khi em làm được bước đầu tiên xong, bây giờ để biểu diễn số hữu tỉ đó ở trên trục số thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ căn cứ vào cái mẫu số này là mẫu số B này. Vậy chúng ta sẽ chia cái đoạn thẳng đơn vị thành B phần bằng nhau. Mẫu là bao nhiêu thì chia làm bấy nhiêu phần bằng nhau. Chia đoạn thẳng đơn vị. Thành B phần bằng nhau. Ví dụ như khi chúng ta biểu diễn cái số hữu tỉ là 2 phần 3 chẳng hạn. 2 phần 3. Thì mẫu của nó là 3. Chúng ta sẽ chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần bằng nhau. Và chúng ta lấy A phần. Tức là cái số hữu tỉ là 2 phần 3. Thì sau khi mà chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần bằng nhau, chúng ta lấy 2 phần. Ở đây chúng ta lấy A phần. Tức là chia theo cái số ở dưới mẫu. Còn lấy thì lấy theo cái số ở trên tử. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi làm ví dụ này. Ví dụ thứ nhất. Cho hình sau. Bây giờ thầy vẽ một cái trục số. Hình này sẽ cho chúng ta một cái trục số như thế này. Vị trí này là biểu diễn điểm O và là ứng với số 0. Bên này tay trái, ở đây là số âm 1. Từ 0 đến âm 1 chia ra làm 3 phần bằng nhau. Các em cứ vẽ hình theo đi nhé. Vẽ xong là thầy sẽ giải thích một số cái ý ở trên cái hình đề bài cho. Rồi, yêu cầu đầu tiên là đề bài hỏi chúng ta điểm nào biểu diễn các số.
Điểm nào biểu diễn các số? Âm 1, âm 1 phần 3, 0, 2 phần 3, 1, số 2. Rồi, ta làm phần A trước, cho ta ghi phần B sau nhé. Điểm nào biểu diễn các cái số này? Em thấy ở trên trục số này, cái điểm biểu diễn số âm 1 này chính là điểm C. Vậy chúng ta trả lời. Điểm C biểu diễn số âm 1. Tương tự như vậy, điểm biểu diễn số hữu tỉ âm 1 phần 3 này chính là điểm E. Đây thì em nhận thấy nhé, ở đây là cái đoạn thẳng đơn vị này, từ 0 cho đến âm 1, cái đoạn này, cái số hữu tỉ này là số âm, âm 1 phần 3 là số âm. Vậy thì chúng ta sẽ lấy ở bên phía tay trái, tính từ vị trí số 0 này trở phía tay trái này, thì chúng ta sẽ chia ra làm, em thấy đây hình vẽ ra cho này, chia ra làm 3 phần bằng nhau. Và cái mẫu là số 3 này, chia làm 3 phần bằng nhau và lấy 1 phần. Đây, chia làm 3 phần bằng nhau và lấy 1 phần này. Đây chính là vị trí biểu diễn cái điểm âm 1 phần 3 đấy. Tương tự như vậy, điểm O này biểu diễn cho số 0. Điểm D biểu diễn cho số 2 phần 3. Điểm A biểu diễn cho số 1. Và cuối cùng, điểm G này. À, ở đây có chữ G rồi. Ở đây thầy sửa nhé. Đây thành điểm B nhé. Em sửa cho thầy nhé. Cái này sửa điểm này thành điểm B. Điểm B biểu diễn cho số hữu tỉ là số 2. Rồi, đó là phần A. Bây giờ yêu cầu phần B. Điểm nào biểu diễn số? Một phần ba, bốn phần ba và số cuối cùng là số âm hai phần ba. Bây giờ em nhìn ở trên cái trục số này. Trước hết là cái số hữu tỉ 1 phần 3. Số hữu tỉ là 1 phần 3. Đây là cái số tối giản rồi. Phân số tối giản nhé. Em nhìn vào cái mẫu số của nó này. Đây thầy viết ra nháp đây nhé. 1 phần 3 này. Em nhìn mẫu số nó là số 3. Như vậy thì đoạn thẳng đơn vị chúng ta sẽ chia làm 3 phần bằng nhau. Chia 3 phần bằng nhau.
và chúng ta lấy đi một phần, lấy một phần. Thì em theo dõi ở đây. Ở đây là số dương, vậy thì nhìn ở bên phía tay phải tính từ vị trí số 0 trở đi. Như vậy từ 0 này cho đến 1. Từ 0 đến 1 này chia ra làm 3 phần bằng nhau. Đây là một phần này, hai phần, đây là 3 phần bằng nhau. Và chúng ta lấy một phần thôi. Lấy một phần có nghĩa là cái điểm H đây này chính là điểm biểu diễn của số 1 phần 3. Đây chính là số 1 phần 3 này. Đấy. Vậy em trả lời vào trong bài làm của các em. Điểm H biểu diễn số 1 phần 3. Bây giờ chúng ta tìm điểm biểu diễn số 4 phần 3. 4 phần 3 có nghĩa là chia ra đoạn thẳng đơn vị này làm 3 phần bằng nhau, lấy 4 phần. Đây là 1 phần 3 này, 2 phần 3 này, chỗ này là 3 phần 3 này. Tiếp theo là 4 phần 3, chính là điểm G đây. Chỗ này là 4 phần 3 này. Đó, như vậy chúng ta trả lời đây. Điểm G biểu diễn cho số hữu tỉ 4 phần 3. Còn số cuối cùng là số âm 2 phần 3. Âm 2 phần 3 thì là số âm. Số âm thì chúng ta tính về bên tay trái của số 0 này. Tính về tay trái này. Như vậy, từ 0 cho đến âm 1 chia ra làm 3 phần bằng nhau. Chúng ta lấy 2 phần. Đây từ 0 âm 1 đây, chia làm 3 phần bằng nhau lấy 2 phần đây, chỗ này là âm 1 phần 3 này. Tiếp theo đây là âm 2 phần 3. Như vậy điểm F này chính là biểu diễn số hữu tỉ âm 2 phần 3. Điểm F biểu diễn số hữu tỉ âm 2 phần 3. Ở đây thầy giảng bài cho các em thì thầy ghi những cái dấu chấm này. Những dấu chấm này có nghĩa là biểu thị cho là cái dòng chúng ta viết này nó giống y như dòng bên trên. Cái nội dung nó y như vậy. Nhưng mà trong quá trình em làm bài em không được ghi như thế này nhé. Đây thầy ghi thế này để cho tiết kiệm thời gian thôi. Trong quá trình làm bài em phải ghi hẳn ra. Ví dụ chỗ này em ghi hẳn là điểm G này, không được ghi cái dấu chấm này. Điểm G biểu diễn số 4 phần 3. Điểm F biểu diễn số âm 2 phần 3. Tiếp theo các em theo dõi đến ví dụ số 2. Ở ví dụ số 2 này, đề bài cho chúng ta một hình vẽ ở bên dưới này. Hình vẽ bên dưới đây là một cái trục số. Ở trên đó đã biểu diễn cho chúng ta ba số hữu tỉ là số âm 1, số 0 và số 1. Đề bài yêu cầu là hãy điền phân số tối giản thích hợp vào ô vuông. Ở đây chúng ta có hai ô vuông. Bây giờ chúng ta nghiên cứu điền vào cái ô vuông bên tay trái này trước. Chúng ta lấy số 0 này để làm mốc. Em nhìn sang bên phía tay trái của nó là số âm 1. Thì em thấy là cái đoạn thẳng đơn vị này từ 0 cho đến âm 1. Hình vẽ đã chia ra làm 4 phần bằng nhau. 4 phần bằng nhau. Như vậy bây giờ chúng ta xem cái ô vuông này là số bao nhiêu nhé. Bắt đầu từ 0 đến âm 1. Em nhớ là 4 phần bằng nhau. Thì cái điểm này chính là âm 1 phần 4. Điểm tiếp theo đây là âm 2 phần 4. Và điểm tiếp theo nữa sẽ là âm 3 phần 4. Rồi như vậy cái số chúng ta điền vào ô vuông đầu tiên này chính là âm 3 phần 4. Bởi vì chia ra làm 4 phần bằng nhau. Chúng ta lấy 3 phần. Đấy mà cái số này là số âm cho nên là âm 3 phần 4. Rồi bây giờ cái ô vuông ở bên phía tay phải này, lấy từ vị trí số 0 này, tiến về bên tay phải thì vẫn là chia đoạn thẳng đơn vị thành 4 phần bằng nhau. 4 phần bằng nhau. Chúng ta đếm bắt đầu từ trái sang phải này. Ở đây là 1 phần 4. Tiếp theo ở đây sẽ là 2 phần 4. Như vậy cái ô vuông này thì em hình dung đây là 2 phần 4, chính là số 2 phần 4. Nhưng mà
Đề bài yêu cầu là phải điền vào đây phân số tối giản. Thì em thấy 2 phần 4 này chưa phải là phân số tối giản. Rút gọn đi, nó là 1 phần 2. Đây mới là tối giản. Như vậy chúng ta điền vào đây là 1 phần 2. Thế như vậy em thấy là từ 0 cho đến 1 chia làm 4 phần bằng nhau. Lấy 2 phần thì chúng ta có 2 phần 4, rút gọn đây là 1 phần 2. Như vậy là chúng ta vừa ôn xong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sang một số bài tập vận dụng. Bài đầu tiên, chứng tỏ các số sau là các số hữu tỉ: số âm 3, số 5, 2,5 và hỗn số 4, 1 phần 2. Theo như định nghĩa đấy, thì số hữu tỉ là những cái số mà viết được về dạng phân số A phần B. Thì để chứng tỏ các cái số này là số hữu tỉ thì chúng ta chỉ cần viết các cái số này về dạng phân số tối giản A phần B là được. Bây giờ chúng ta trả lời ở trong bài làm này. Các số đã cho là số hữu tỉ. Vì số thứ nhất là cái số âm 3 này, chúng ta viết được thành phân số là âm 3 phần 1. Số thứ hai, số 5, viết thành phân số 5 phần 1. Số thứ ba, 2,5. 2,5 thì bằng 25 phần 10. Rút gọn tối giản đi, bằng 5 phần 2. Số cuối cùng 4, 1 phần 2. Số này em đổi ra phân số. Chúng ta lấy 4 nhân với 2 là 8, 8 cộng 1 là 9. Vậy là bằng phân số 9 phần 2. Rồi, bài thứ nhất là chỉ đơn giản như vậy thôi nhé. Tiếp theo đến bài số 2. Điền các ký hiệu đúng vào cái chỗ mà còn trống ở trong cái bài này. Chỗ đầu tiên là âm 2 3 chấm đến Q. Như vậy âm 2 là một phân tử, Q là tập hợp số hữu tỉ. Em thấy là số âm 2 này nó là một số nguyên. Số nguyên thì cũng chính là số hữu tỉ, bởi vì âm 2 chúng ta viết thành âm 2 phần 1. Như vậy ở đây em điền ký hiệu thuộc. Tiếp theo là 0,21. Ở bên tay phải là tập hợp số nguyên. Thì em thấy là 0,21 này nó không phải là số nguyên. Vậy thì ký hiệu điền vào đây là ký hiệu không thuộc. Phần thứ ba, âm 5. Và bên này là tập hợp số tự nhiên, N là số tự nhiên. Số âm 5 này không phải là số tự nhiên. Cho nên chúng ta điền ký hiệu không thuộc. Thứ tư, 1 phần 2 thuộc. Em thấy là 1 phần 2 đây chính là số hữu tỉ. Cho nên em điền ký hiệu đây là Q, tập hợp số hữu tỉ. Cuối cùng, âm 3 phần 4, đây là số hữu tỉ. Mà ở bên tay phải này là tập hợp Q rồi. Thì đây đương nhiên là điền ký hiệu thuộc rồi. Âm 3 phần 4 là số hữu tỉ. Tiếp theo đến bài số 3. Hãy điền nội dung đúng vào trong ô trống này. Ở bên dưới này chúng ta có một cái bảng. Dòng đầu tiên là x, dòng thứ hai là trừ x. Có nghĩa là hai cái giá trị của hai cái dòng này chính là hai số đối nhau. Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0 đấy. Bây giờ ta điền cái ô đầu tiên này, ở phía trên là âm 2. Vậy thì số đối của âm 2 là số 2. Ô tiếp theo, ở dòng trên là số hữu tỉ âm 3 phần 4. Vậy thì số đối của nó chính là 3 phần 4.
Ô thứ ba, số đối của số 0 cũng chính là số 0 thôi. Ô thứ 4, ở bên dưới là số 2 phần 3. Vậy số đối của 2 phần 3 chính là âm 2 phần 3. À, cuối cùng này, dòng bên trên là 7 phần 5, thì số đối của 7 phần 5 là âm 7 phần 5. Em theo dõi tiếp đến bài số 4. Các phát biểu sau đây đúng hay là sai? Phần A, các số âm 6 phần 10 và âm 9 phần 15 biểu diễn cùng một số hữu tỉ. Phần B, các số 3, 1 phần 3 và 10 phần 3 biểu diễn cùng một số hữu tỉ. Phần C, các cái số 5 phần 6 và 6 phần 7 biểu diễn cùng một số hữu tỉ. Bây giờ chúng ta đi thẩm định từng phần một. Ở đây nó giống như một bài tập trắc nghiệm đấy. Phần A này, thì em thấy là cái số âm 6 phần 10, chúng ta thấy phân số này là chưa tối giản. Bây giờ thầy rút gọn tối giản đi. Chia cả tử và mẫu được cho 2, như vậy là đây thành âm 3 phần 5. Số thứ hai, âm 9 phần 15. Phân số này cũng chưa tối giản, em chia cả tử và mẫu được cho 3, em được là âm 3 phần 5. Đấy, như vậy là hai cái phân số âm 6 phần 10 và âm 9 phần 15. Đấy, sau khi rút gọn đi, nó đều ra một kết quả phân số tối giản là âm 3 phần 5. Như vậy, chứng tỏ là cái số âm 6 phần 10 và âm 9 phần 15 biểu diễn cùng một số hữu tỉ, đó chính là số âm 3 phần 5. Rồi, như vậy là cái phát biểu này là phát biểu đúng. Phần B. Phần B thì em thấy ngay cái phân số 10 phần 3 tối giản rồi, thì không rút gọn nữa. Nhưng mà còn cái số là 3 1 phần 3 này. Đây là hỗn số, em đổi ra phân số. Ta lấy 3 nhân 3 cộng với 1 bằng 10 phần 3. Đấy, như vậy chứng tỏ là cái hỗn số 3 1 phần 3 và cái phân số 10 phần 3 này biểu diễn cùng một số hữu tỉ, đó chính là số 10 phần 3. Cho nên cái phát biểu B này là phát biểu đúng. Là phát biểu cuối cùng. 5 phần 6 và 6 phần 7. Bây giờ chúng ta sẽ đi quy đồng hai cái phân số này với mẫu số chung là 42. Như vậy 5 phần 6 chúng ta sẽ viết thành 35 phần 42. Còn cái 6 phần 7 này chúng ta sẽ viết thành 36 phần 42. Như vậy em thấy rõ ràng là hai cái phân số này không bằng nhau, 5 phần 6 và 6 phần 7, mỗi một phân số nó biểu diễn một cái số khác nhau. Cái này là 35 phần 42, cái này là 36 phần 42, nó khác nhau rồi. Như vậy chứng tỏ là hai cái số này không cùng biểu diễn một số hữu tỉ, tức là cái phát biểu C này là phát biểu sai. Tiếp theo đến bài số 5. Bài này yêu cầu chúng ta biểu diễn số âm 3 phần 4 và số đối của nó ở trên trục số. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tìm số đối của âm 3 phần 4 đó. Chúng ta trả lời là số đối của số âm 3 phần 4 là số 3 phần 4. Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0. Bây giờ chúng ta đi làm bước thứ hai là biểu diễn ở trên trục số. Biểu diễn cả hai số này ở trên trục số. Đầu tiên chúng ta lấy vị trí của số 0
Thì em thấy hai cái số này đều có mẫu là 4. Như vậy thì ở trên đoạn thẳng đơn vị chúng ta sẽ chia ra làm 4 phần bằng nhau. Từ 0 cho đến âm 1 về phía bên tay trái này chia làm 4 phần bằng nhau. Đây hai phần bằng nhau lại chia tiếp ra 4 phần bằng nhau đây. Rồi từ 0 cho đến 1 về phía bên tay phải chúng ta cũng chia làm 4 phần bằng nhau. Rồi sau khi chia xong chúng ta biểu diễn cái số âm 3 phần 4. Âm 3 phần 4 là số âm. Chúng ta lấy từ vị trí số 0 về phía bên tay trái. Chúng ta đếm này. Chia làm 4 phần lấy 3 phần. Cái vị trí này bắt đầu là âm 1 phần 4. Ở đây âm 2 phần 4. Chỗ này là âm 3 phần 4. Như vậy vị trí này chính là biểu diễn số hữu tỉ âm 3 phần 4 ở đây. Tương tự như vậy chúng ta biểu diễn số 3 phần 4 là số đối của nó. Số 3 phần 4 là số dương. Cho nên chúng ta lấy ở cái phía bên tay phải số 0. Chúng ta đếm lại đây là 1 phần 4 này, 2 phần 4, 3 phần 4. Vị trí này chính là biểu diễn số 3 phần 4 đây. Tiếp theo theo dõi đến bài số 6. Tìm số nguyên A để cho cái biểu thức 5 phần 2A cộng 1 là số nguyên. Em thấy là cái biểu thức này nó có cái dạng là phân số. Thì như ở lớp 6 các em đã học rồi, khi mà chúng ta muốn cho cái phân số M phần N này là số nguyên. Thì cái mẫu số này là n này nó phải là ước của tử. Một cái phân số mà tử nó chia hết cho mẫu thì phân số đó sẽ có kết quả là số nguyên, tức là mẫu sẽ là ước của tử. Như vậy vận dụng vào đây thì em sẽ trình bày phần A. Em lý luận là để cái phân số này 5 phần 2A cộng 1 là số nguyên. Thì 2A cộng 1 phải là ước của số 5. Ước của số 5 thì số 5 nó chia hết cho những số nào thì những số đó sẽ là ước của 5. Số 5 chia hết cho số 1 và số âm 1. Như vậy ta có là ước của 5 là các số này. Âm 1, 1. Số 5 còn chia hết cho số 5 và âm 5 nữa. Như vậy đây là âm 5, 5. Rồi, như vậy là số 5 có 4 ước. Bây giờ chúng ta đi lập bảng ra để chúng ta tìm giá trị của A. Chúng ta sẽ có hai dòng, dòng thứ nhất là 2a cộng 1. Dòng thứ hai là a. Ở đây chúng ta có 4 giá trị. Âm 1, 1, âm 5, 5. Chúng ta sẽ kể tiếp theo là 4 cái cột nữa. Hay kẻ bốn cái cột như này. Người ta điền vào đây. 2a cộng 1, giá trị thứ nhất là bằng âm 1. Thứ hai là bằng 1. Tiếp theo là âm 5. Cuối cùng là số 5. Thế bây giờ để điền được ra cái dòng thứ hai này thì bây giờ thầy hướng dẫn các em thực hiện ra ngoài đấy nháp nhé. Đây là giấy nháp này. Ví dụ như là ta điền vào cái ô đầu tiên này thì em sẽ nháp em có 2a cộng 1 bằng bằng cái giá trị của ô đầu tiên này, 2a cộng 1 bằng âm 1.
chúng ta có 2a sẽ bằng âm 1 trừ 1, 2a bằng âm 2, a bằng âm 2 chia 2 bằng âm 1. Rồi em điền vào đây giá trị là âm 1. Rồi tương tự như vậy chúng ta nháp với cái ô thứ hai. 2a cộng với 1 bằng cái ô thứ hai là bằng 1 đây. 2a bằng 1 trừ đi 1. 2a bằng 0. A bằng 0 chia cho 2 bằng 0. Em điền vào đây là số 0. Rồi. Tiếp theo ô thứ 3 nhé. 2A cộng với 1 bằng. Đây là số âm 5 đây. 2A bằng âm 5 trừ đi 1. 2A bằng âm 6. A bằng âm 6 chia cho 2 bằng âm 3. Em điền âm 3 vào. Em nháp ô cuối cùng. 2A cộng 1 bằng số 5. 2A bằng 5 trừ đi 1. 2A bằng 4. A bằng 4 chia cho 2 bằng 2. Như vậy em thấy cả 4 cái giá trị này, âm 1, 0, âm 3, 2 đều là các số nguyên hết. Đề bài yêu cầu tìm số nguyên A. Như vậy chúng ta có 4 giá trị của A. Và em kết luận. Vậy giá trị A chúng ta là giá trị sau này. Thứ nhất là âm 1 này, 0, âm 3, 2. Rồi như vậy thì phần B chúng ta cũng làm tương tự. Bởi vì là phần B nó giống phần A, cho nên chúng ta nhầm làm nhanh một chút nhé. Để 7 phần 2A cộng 1 là số nguyên. Thì 2A cộng 1 thuộc vào ước của số 7. Ước của số 7 gồm 4 số. Âm 1, 1, âm 7, 7. À, chúng ta cũng lập cái bảng như vậy. Các giá trị ta điền ở dòng đầu tiên là 1, âm 1, âm 7, 7. Rồi, tương tự như vậy chúng ta điền vào dòng thứ hai. Em thực hiện nháp này. 2A cộng với 1 bằng âm 1. Thì A chúng ta làm ra bằng âm 1. Thế là em điền âm 1 vào đây. Em làm ra nháp như chúng ta vừa làm đấy. Chỗ này A bằng 0 này. Ở đây em tìm ra A bằng âm 4. Và cuối cùng là ta tìm ra A bằng 3. Và em kết luận. Các em lưu ý nếu như giả sử trong cái bước mà chúng ta tìm A này, mà cái số A này nó không phải số nguyên thì em phải loại số đó đi nhé. Ví dụ như thế này, ở cả hai phần A phần B này thì chúng ta tìm ra toàn là số nguyên thôi, không phải loại số nào cả. Nhưng mà giả sử, thầy đặt một tình huống giả sử thôi nhé. Giả sử em tìm ra A, ví dụ như trong các giá trị này
có một giá trị, ví dụ như A nó bằng 1 phần 2 chẳng hạn. Đấy thì em phải loại đi, bởi vì 1 phần 2 nó không phải là số nguyên. Hoặc là A em tìm ra bằng 3 phần 4 chẳng hạn, thì cũng loại đi nhé. Ở đây nó chỉ lấy là số nguyên thôi, cho nên khi đọc đề bài các em đọc cẩn thận. Và như vậy trong một khoảng thời gian là thầy và cùng các em đã ôn luyện xong cái bài học đầu tiên, đó là bài tập hợp số hữu tỉ. Các em nhớ ôn lại tất cả các cái dạng bài, 6 cái bài chúng ta đã học ở trong cái bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các em ở bài học sau.